Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em quay lại với kênh 24 giờ của em ạ. Hôm nay em xin phép em được giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Hyundai Santa Fe máy dầu bản tiêu chuẩn sản xuất 2020 ạ. Vậy thì chiếc xe Hyundai Santa Fe máy dầu bản tiêu chuẩn này đại lý chúng em đang bán cho anh em với giá như nào và có những tính năng option có sự thay đổi gì không? Thì em xin phép được giới thiệu cho anh em một cách chi tiết cụ thể để cho anh em sự chuẩn bị tài chính mình tốt nhất để mình mua chiếc xe này không, hay là cần phải mua bản cao cấp hơn, hay là những tính năng option của chiếc xe Santa Fe máy dầu bản tiêu chuẩn này nó có phù hợp với cả nhu cầu đi lại cũng như nhu cầu sử dụng mình không. Thì em xin phép được giới thiệu cho anh em một cách chi tiết cụ thể cho anh em nhé. Đầu tiên em giới thiệu cho anh em về phần giá xe. Với giá niêm yết của chiếc xe Hyundai Santa Fe máy dầu bản tiêu chuẩn này nó đang là 1.055.000.000 ạ. Nó là giá áp thuế luôn nhé. Hiện tại giờ đại lý chúng em đang bán cho anh em với giá đang là 1.020.000.000 đấy ạ. Còn anh em nào muốn được giá tốt hơn hay là chương trình khuyến mại cụ thể như nào thì hãy gọi điện cho em qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình để được giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất cho anh em ạ. Cam kết với anh em giá sẽ là tốt nhất thị trường cho anh em nhé. Đấy, đây là phần giá xe. Ok, tiếp theo là những tính năng option của chiếc xe Hyundai Santa Fe máy dầu nó có sự thay đổi gì không thì em xin phép được giới thiệu cho anh em nhé. Giới thiệu cho anh em về mặt ca lăng đằng trước thì nó vẫn sử dụng ngôn ngữ của Hyundai, đó chính là mặt ca lăng hình lục giác dạng thác nước đó. Đây cho anh em luôn, anh em nhìn dạng thác nước nhá. Logo sẽ là logo để ở giữa luôn mặt lưới ca lăng này. Ngoài trên này thì bản thường này sẽ là mạ chrome dạng màu này giống màu bạc này, chrome này đó. Nếu bản là cao cấp thì sẽ là chrome dạng bóng hơi hất màu vàng lên nhé. Đấy, còn giới thiệu anh em về cụm đèn phía trước. Cụm đèn phía trước thì phía trên này sẽ là dạng đèn led ban ngày để phía trên này, và kết hợp đây đèn led ban ngày nhìn rất là sang trọng luôn nhé, màu ánh sáng màu trắng này. Đấy, và ngoài trên này thì chỗ là đèn khoảng cách nhé, đèn khoảng cách này hay là mang test này. Đây là cụm đèn cốt và đèn pha để phía dưới. Nó nhìn trong thiết kế nó để dưới nhưng mà chiếu sáng rất là xa vì dù sử dụng công nghệ đèn led nhé. Đèn đằng trước thì nó xin lỗi anh em, đây là trước nó là đèn halogen thôi nhé, đèn bi, đây là đèn bi halogen thôi, nó không phải là đèn led. Với bản led thì có bản đặc biệt và bản cao cấp sẽ có đèn full led toàn bộ luôn, cả đèn cốt đến đèn pha. Đây ở dưới cũng là đèn halogen phản xạ đa hướng nhé. Còn đây là đèn gầm. Đèn gầm thì nó sẽ ra ánh sáng màu vàng đỏ thì đi trên đèn quy vào đường sương mù, hay kết hợp có gọi đây nó có đèn sương mù được anh em nhỉ. Đèn gầm, đèn sương mù luôn, cũng là đèn halogen thôi. Ok, mình sẽ sang sườn xe. Sườn xe thì bản này thì có gì đặc biệt hay không? Đấy, mình sẽ quay lại tổng thể luôn. Phần sườn xe của bản thường này thì đang là nó vẫn là sự dập lỗi này, tạo ra rất là khỏe khoắn cho chiếc xe này. Và có phần sườn xe này thì có cái gì nữa đây, thanh nẹp đằng này nó là dạng nhựa thôi, nó không phải mạ chrome như là bản cao cấp. Đây, nếu mà bản cao cấp thì anh em xem như này, mạ chrome đây đó. Còn bản thường này thì sẽ là nẹp này thì nó sẽ là nhựa thôi, nhưng mà giúp cho chiếc xe cảm giác trường xe hơn và khỏe khoắn xe hơn. Đây, giới thiệu anh em về phần lan răng của xe. Lan răng của xe thì nó là vành đúc hợp kim nhôm. Vành đúc hợp kim nhôm 18 inch. Đây, vành thì sẽ là vành 18 inch. 6 chấu kép. Và ngoài ra thì nó có phanh, nó là phanh đĩa cho toàn bộ 4 bánh. Đấy, phanh đĩa 4 bánh luôn. Đây, phanh nó riêng bánh xanh xe trước này thì sẽ là mắc dạng treo, nó sẽ là treo MacPherson. Phía sau là liên kết đa điểm. MacPherson thì hầu như chiếc xe nào cũng đang sử dụng của Hyundai rồi, nhưng mà liên kết đa điểm thì nó giúp cho chiếc xe cứng cáp hơn, chắc chắn hơn, nhưng mà rất là êm ái và nhìn vẫn rất là êm ái luôn. Ok, sang phần tiếp theo nữa. Đây là xi nhan. À đây là gương chiếu hậu. Gương chiếu hậu là cùng màu thân xe. Cùng màu thân xe. Ngoài ra tích hợp trên gương chiếu hậu đó chính là xi nhan trên gương là dạng đèn led, là đèn led luôn. Ê, ngoài ra thì cái này nó có thể là chỉnh điện gập điện. Chỉnh điện gập điện luôn. Và có thể khi mà đóng cửa thì sẽ là có thể là gập điện luôn nhé. Đây, tay nắm cửa mình sẽ giới thiệu cho em. Tay nắm cửa thì sẽ là mạ chrome phần trên này, ở dưới
Phần trên này sẽ là mạ chrome này. Phần dưới thì sẽ là cùng màu thân xe. Mạ chrome này nếu mà bản cao cấp thì sẽ là mạ chrome dạng dạng bóng. Cho nên là có màu bạc. Tay nắm cửa thì giống cả bộ bốn cánh cửa đều là giống nhau toàn bộ luôn. Đấy. Trên này không phải màu trắng đâu anh em nhé. Đây này. Đều chỗ này là mạ chrome, nhìn rất sang trọng luôn nhé. Đây, cho giới thiệu cho anh em luôn về mức tiêu hao nhiên liệu. Mức tiêu hao nhiên liệu của bản máy của bản này thì mức tiêu hao nhiên liệu như nào? Đối với bản máy dầu này thì mức tiêu hao nhiên liệu đang là trong đô thị là 7.82 lít. Ngoài đô thị đang là 4.84 lít và kết hợp nó là 5.94 lít, rất tiết kiệm nhiên liệu đúng không anh em? Rất tiết kiệm nhiên liệu luôn nhé, đối với bản máy dầu. Còn đây là phần đuôi xe của Tucson bản thường đây. Thì đuôi xe thì nó cũng giống, gần như giống cách hoàn toàn luôn đối với các bản cao cấp hay là bản đặc biệt. Đây. Giá ở trên sẽ là giá lắp hai thanh rồi nhá. Anten thì nó vẫn là anten dạng cột, nó chưa phải anten vây cá, kiểu anten vây cá nữa thì tuyệt vời hơn rất là nhiều. Đây, Santa Fe. Mình sẽ quay cho anh em về phần bô của nó sẽ là bô kép dành cho tất cả các phiên bản luôn. Nhưng mà nếu mà bô kép để dành cho cả hai bên, mình sẽ cảm thấy cân đối hơn. Đấy. Cụm đèn mình giới thiệu một cái cụm đèn sẽ là cụm đèn đèn halogen thôi. Nhưng mà dạng nó sẽ dạng 3D. Nếu mà anh em nào thử bật đèn lên thì cảm giác rất là sang trọng luôn. Và phần sau này thì sẽ là có mạ chrome màu dạng bạc như này. Thì giúp cho cái phần đuôi xe sẽ cảm giác là dài hơn, rộng hơn và cũng sang trọng hơn rất là nhiều luôn. Đấy. Bây giờ mình sẽ thử mở cốp lên cho anh em xem như nào. Cốp sẽ là cốp điện nhé. Đấy. Mình đã hạ ghế, hàng ghế thứ hai, hàng ghế thứ ba. Thì anh em cảm nhận như nào? Rộng không? Rất rộng luôn nhé. Rất rộng luôn. Nếu bác nào để đồ thì chắc không phải suy nghĩ về phần nó có nhỏ không, có chật chội không. Cam kết với anh em rất rộng luôn. Thì ngoài ra trong đấy thì có rất nhiều thứ để anh em có thể kết hợp ở trong đấy nữa. Ví dụ như đây là để đồ này, anh em ngồi hàng ghế thứ ba để đồ rất là rộng luôn này. Đó. Ổ điện này. Đấy, điều chỉnh lưng ghế của hàng ghế sau này. Được chưa? Đây, có cả cửa gió này. Cửa gió đây. Anh em thấy nào? Có rộng không? Rất rộng luôn nhá. Nếu mà mình ngồi sang hàng ghế thứ ba của dòng xe này mình đánh giá này, hơi chật chội một chút. Nhưng không sao, đối với dòng xe như này rất là tuyệt vời lắm rồi. Và ok, giờ mình sẽ sang về phần nội thất, mình sẽ giới thiệu cho anh em. Đây là nội thất của xe Santa Fe bản máy thường, bản thường, bản tiêu chuẩn đây anh em này. Nội thất sẽ là nội thất màu đen. Toàn bộ màu đen hết nhá. Ghế thì sẽ là ghế da. Ghế da đây. Đây, sẽ mở ra cho anh em. Ghế da sờ cũng rất là mềm mại và chắc chắn luôn. Đấy, ngoài ra thì nó sẽ có thể điều chỉnh được là chỉnh điện 10 hướng. 10 hướng đây. Chỉnh điện 10 hướng chỉ cho dành ghế lái thôi. Còn nếu ghế phụ để chỉnh điện được thì phải cho lên bản cao cấp thì mới có chỉnh điện cho ghế phụ. Đó. Đây mình cho xem anh em xem cái mặt ghế nó trông như nào. Đó. Mặt ghế anh em nhìn thấy nào, hợp lý đúng không? Đẹp đúng không? Nội thất màu đen thì giúp cho chiếc xe cảm giác nó rất là sang trọng này và sạch sẽ. Nếu mà nội thất màu be nó sẽ rất là nhanh bẩn. Ok, mình sẽ giới thiệu anh em về phần cánh cửa thì nó có gì không. Nhất là mình sẽ sờ chỗ này anh em thấy có sự khá là hay này. Đó, mình rất giống cái mạ carbon nhưng không biết có phải không, mình chưa tìm hiểu. Ok, đây là cánh cửa thì sẽ là cánh cửa sẽ là chỉnh điện gập điện này. Cái gương chiếu hậu này thì có thể là chỉnh điện gập điện cho có gương chiếu hậu nhé. Gương chiếu hậu thì nó có thể làm gì nữa, nó có thể sấy được nhé. Đấy, cái này thì có thể sấy được này. Ngoài ra thì đây là điều chỉnh mặt gương này, trái phải này, điều chỉnh trái phải 4 hướng đây.
khóa kính chắc anh em nào biết đúng không? Cái này nó sẽ tự động chống kẹt cho ghế lái thôi, còn đầu kia là sẽ không có tự động chống kẹt nhé. Ok, đây là giới thiệu anh em, đây là vô lăng. Vô lăng sẽ là vô lăng 3 chấu. Vô lăng 3 chấu, chất liệu sờ, chất liệu da rất là mềm mại. Đây, sờ da rất là mềm luôn, chắc chắn luôn. Con này thì con này chỉnh cơ 4 hướng, lên xuống và gật gù. Chưa? Và ngoài ra tích hợp trên vô lăng gồm có các cái đàm thoại rảnh tay này, điều chỉnh âm thanh này. Đấy, và có bên này thì sẽ là có cruise control, là ga tự động đây, và rất nhiều các nút khác nữa. Còn bên này thì sẽ là có các cái nút như sau, là auto hold, đó chính là phanh tự động. Anh em nào chưa hiểu cái phanh tự động nó như thế nào, mình sẽ giới thiệu cho anh em luôn. Phanh tự động là khi nào anh em nào mà đi trên ví dụ tắc đường rồi chẳng hạn, mình bấm vào chỗ auto hold này thì đây không phải auto hold nhé. Đây, giới thiệu anh em đây gồm có các nút như thế nào. Nút ở đây là mở cốp sau này. Mở cốp sau này. À, đây là hệ thống chống trơn trượt này, điều chỉnh góc chiếu đèn này. Chưa? Còn đây là cái cửa gió, nhìn cũng thanh đẹp chrome, nhìn rất nhỏ này thôi, chi tiết rất là nhỏ này nhưng mà cảm giác rất là sang trọng luôn. Ok, mình sẽ đi vào bên trong cho anh em xem cụ thể. Đây, đây là chìa khóa thông minh này, một chạm này. Mình sẽ bấm on lên thôi. Đây là màn hình hiển thị đa thông tin. Màn hình táp lô đây. Màn hình hiển thị đa thông tin này thì nó chỉ là màn hình 3 inch bình thường như các cái dòng xe Accent, Elantra hay là Tucson thôi, nó không có gì đặc biệt cả, vẫn chỉ là ánh sáng trắng kết hợp các cái màu để nhận biết. Còn nếu mà anh em nào muốn được cái màn hình mà đẹp như cái bản cao cấp thì chắc phải thêm vài trăm triệu nữa là ok. Nó sẽ màn hình của nó sẽ là màn hình 7 inch nhé. Thiết kế rất sang trọng luôn. Đấy. Thì ngoài ra các cái thông tin thì nó rất nhiều các thông tin như đây là vòng tua động cơ này, công tơ mét này, xăng này và nhiệt độ nước làm mát này. Và rất nhiều các thông tin khác ở trên này thì nó đầy đủ các thông tin báo hiệu trên xe. Ok, mình bên này sẽ là giới thiệu anh em là hệ thống âm thanh. Hệ thống âm thanh của xe này là xe màn hình sẽ là màn hình 7 inch. Có kết hợp là có kết nối Bluetooth này, kết nối AUX này và có cả đàm thoại rảnh tay này và có Apple AirPlay nhé. Ngoài ra thì nó có cả định vị đây, định vị chỉ đường đây. Đấy. Ngoài ra đây là màn hình cảm ứng này. Đây màn hình cảm ứng nhưng mà nó có kết hợp luôn cả là các phím cơ. Khi mình đi trên đường mà mình lúc nào mình cảm thấy không tập trung được thì mình sẽ điều chỉnh các phím cơ này, sẽ thuận tiện hơn và dễ dàng hơn rất là nhiều luôn. À, đây thì hệ thống âm thanh thì thanh 6 loa nhé. Đây mình sẽ giới thiệu anh em luôn về các phía dưới này. Đây là có hai cửa gió ở bên trong như này. Thì có khanh nẹp mạ chrome, nhìn rất là sang trọng. Nó chỉ chi tiết rất là nhỏ thôi nhưng mà nó thể hiện sang trọng rất là nhiều luôn. Ok, giới thiệu anh em về hệ thống điều hòa. Điều hòa của xe Tucson, Santa Fe thì tất cả phiên bản đều là điều hòa tự động hai vùng độc lập. Điều hòa tự động là nó sẽ tự động điều chỉnh gió và hướng gió theo một nhiệt độ mình đặt sẵn. Được chưa? Ngoài ra điều hòa tự động thì nó có cả các cái phím như sau, ví dụ đây là để auto đây, anh em là chắc nó biết rồi đúng không? Bật tắt điều hòa này. Đây, đây là xây kính trước này, tốc độ gió này, to nhỏ này, xây kính trước và lấy quạt gió phía trước này, và đây là xây kính sau này. Đấy, và điều chỉnh này, hướng gió các thứ này. Được chưa? Mình sẽ giới thiệu với anh em về phía trong này, dưới này thì có cái gì không. Thứ nhất là đây là có cổng điện này, cổng sạc USB này. Cổng USB này ấy, thì nó lại có ánh sáng màu trắng này, thì anh nhìn thấy không? Nó chi tiết rất là nhỏ nhắn thôi nhưng mà rất là sang trọng luôn nhé. Và rất dễ quan sát luôn khi mà trời tối. Còn đây là kết nối AUX, thiết bị ngoại vi. Còn đây cũng là một cổng sạc điện thoại đây. Đây này, đây này, cổng sạc này. Cổng sạc điện thoại đây luôn này. Được chưa? Nhưng bản thiếu này thì lại không có sạc thông minh IQ.
sạc thông minh IQ nó để ở đây, nhưng không có nhé. Bản thiếu hay bản thường này sẽ không có này. Giới thiệu với cả anh em về cần số đây. Cần số đây là cần số của Santa Fe thì sẽ là cần số thẳng. Nó là hộp số, đối với máy dầu thì sẽ là hộp số tự động 8 cấp. Còn đối với máy xăng thì là hộp số tự động 6 cấp. Đấy. Ngoài ra thì nó có cái bên đằng này nó là cái đây, đây là cái hộp này thì mình nghĩ này chắc là để tàn thuốc lá thì chắc là có lẽ là hợp lý nhất này. Ok. Còn đây là những cái nút nữa mình sẽ giới thiệu cho anh em luôn. Gồm có những nút gì? Driver, Most Driver, gồm có các nút điều chỉnh như Oco, Sport, Smart. Nó sẽ có 3 chế độ lái nhé. Đây là điều chỉnh chế độ lái này. Có 4 chế độ lái, chế độ bình thường này. Chế độ là gì nhỉ? Sport này, chế độ Eco này và chế độ Smart. Chế độ Sport là gì? Là chế độ mình muốn lái mạnh mẽ đi trên đường phức tạp, mình chuyển độ hay muốn tăng tốc tốt thì mình chuyển sang chế độ Sport nhé. Còn nếu mà mình để đây mình sẽ chuyển sang màn hình, nó sẽ ghi trên màn hình luôn này. Đó, đây là chế độ Comfort là chế độ bình thường này. Chế độ Eco là chế độ tiết kiệm nhiên liệu này. Chế độ Sport là anh em là muốn vượt tốc nó sẽ nhanh hơn. Smart là chế độ thông minh. Chế độ thông minh là khi nào nó sẽ tự động điều chỉnh cho mình để phù hợp nhất trên đường. Đó, mình giới thiệu tổng thể luôn về phần phía trong này luôn đây. Đấy, anh em thấy thế nào? Chất liệu ở phía đằng này này, cái con này sờ ra nhá, sờ ra rất mềm luôn nhá. Đấy. Đây, mình sẽ giới thiệu với cả anh em về cái đèn, điều chỉnh đèn đây. Thì nó sẽ có cái gì đặc biệt nữa? Nó chính là auto, đèn tự động luôn. Có nó đặc biệt, nó chỉ thêm được cái đèn tự động này. Đó, đèn tự động là gì? Khi mà đi trên đường vào trời tối hoặc là đi vào hầm tối, tự động nó sẽ sáng lên. Anh em lên cứ để chế độ auto này cho mình nhé. Còn gạt mưa thì cũng là nó cũng bình thường như các cả cái gạt mưa khác. Nó thêm được cái chế độ auto này là khi nào mà tự động vào trời mưa. Đây, auto đây. Tự động nào khi nào vào trời mưa thì tự động nó sẽ gạt mưa cho anh em mình, xe mình. Đấy. À, quên mất. Còn chiếc xe này thì có trên vô lăng có tích hợp thêm cái gì nữa là đây, cần số tích hợp trên vô lăng. Mình đang đi trên đường, mình đi trên đường dốc, mình muốn chuyển sang ra chuyển chế độ số sàn thì mình sẽ bấm như này, lên xuống, phụ thuộc vào mình cảm nhận nó độ dốc cao hay đường cần, mình phải là tốc độ là số 1, số 2, số 3, số 4 hay số 5 và số 6 hay số khác thì mình chuyển sang các cái chế độ phù hợp nhất như về số sàn. Ok, mình sẽ giới thiệu với cả anh em về phần đèn trần. Thì trần xe thì nó sẽ không có cửa sổ trời nhé. Sẽ không có cửa sổ trời dành cho bản thường này. Đấy, thì ngoài ra chỉ có những cái đèn như là đây, đèn này, điều chỉnh này, điều chỉnh các nút đây. Đấy, ngoài kia chỗ này thì để đồ đạc hay là để kính hay để cái gì đấy. Ok, thì mình sẽ ra hàng ghế thứ hai anh em nhé. Đây là hàng ghế thứ hai của xe Santa Fe bản thường. Thì bản này, hàng ghế thứ hai thì nó sẽ có chỉnh cơ lên kéo xuống và lưng ghế. Đó. Con này thì nó sẽ gập được 60-40. Gập được 60-40. Ghế chất liệu thì vẫn là trên ghế da mà màu vẫn là màu đen. Đó, mình sẽ vào bên trong, mình sẽ cho anh em xem luôn. Đây, hàng ghế thứ hai thì nó có thêm được cửa gió hàng ghế thứ hai này. Đấy, giúp cho điều hòa mình đi xuống mát hơn, nhanh hơn. Ok, và thêm được cái để ở dưới này, con này mình để đồ, giấy tờ hay gì đấy. Hay vật dụng như điện thoại này đây cũng được này. Ở dưới này thì có thêm được cổng sạc phía sau này, hai cổng sạc nhé. Và màu ánh sáng màu trắng nhìn rất là sang trọng luôn. Ok, mình ngồi này rất là rộng luôn nhé. Thoải mái luôn này. Đó, mình đã kéo hàng ghế đầu tiên, kéo hết cỡ luôn. Mà mình ngồi vẫn rất rộng, thoải mái luôn. Đấy, mình mà kéo hàng ghế thứ hai mà kéo xuống nữa thì còn rất rộng luôn như này anh em này. Ok, mình sẽ quay lại cho anh em về phần hàng ghế đầu tiên. Ê, tổng quan về hàng ghế đầu tiên anh em xem như nào.
Anh em đánh giá như nào, nó sang trọng không? Rất sang trọng luôn đúng không? Anh em thử đánh giá cùng phân khúc như này, ví dụ như một chiếc xe Fortuner bản, xem nó như thế nào. Hãy đánh giá đi, tổng quan. Mình cam kết luôn, sang trọng hơn, tiện nghi hơn. Đó. Hàng ghế thứ ba thì nó sẽ có, cũng có ngồi hàng ghế thứ hai, nhưng mà sẽ ngồi sẽ cảm giác hơi chật chội một chút. Ok, mình sẽ sang phần động cơ giới thiệu cho anh em. Đây, đây là động cơ của Santa Fe bản máy dầu, bản thường. Thì bản này thì nó đang, nó là động cơ, là động cơ bản máy dầu này, động cơ 2.2 diesel. Thì nó có công suất cực đại, con này đang là 200 Nm trên 3.800 vòng trên phút. Và có mô men xoắn cực đại đang là 441 Nm trên cho 2.750 vòng trên phút. Dung tích bình nhiên liệu con này thì sẽ là 71 lít. Đó. Đây, mình sẽ chi tiết cho anh em xem. Đây, nước làm mát này, nước rửa kính này, động cơ này, cầu chì này, ắc quy chắc là ắc quy khô nhé. Đó. Giờ mình sẽ ra quay tổng quan về một chiếc xe, và chiếc xe này đang có tính năng an toàn như nào, mình sẽ giới thiệu cho anh em. Ê, anh em ơi, đây là tổng quan về một chiếc xe Santa Fe bản thường, bản. Đấy. Thì thứ nhất về chiều dài, kích thước tổng thể. Dài nó đang là 4m77. Rộng là 1m89 và cao 1m68. Chiều dài cơ sở đang là 2m768, chiều dài cơ sở rất là dài này, giúp cho khoang bên trong hành khách rất là rộng rãi và thoải mái. Khoảng sáng cầm xe là 18,5 cm, cao đúng không anh em, khá là cao. Đấy. Thì ngoài ra thì bản này thì có tính năng an toàn, nó có những cái gì? Tính năng an toàn con này thì nó camera lùi này, cảm biến lùi này. Đấy. Cảm biến lùi sau nhé, camera lùi này. Không, bản này thì không có hỗ trợ đỗ xe như các bản đặc biệt và bản cao cấp. Thì nó có một số tính năng ví như phanh ABS này, cân bằng từ xe ABD này, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, và có hỗ trợ ổn định thân xe VSM và cân bằng điện tử xe ESC. Đấy. Ngoài ra thì nó có các cái tính năng ví như hỗ trợ khởi ngang dốc này, và chìa khóa thông minh rồi, ok rồi. Và có túi khí thì không có giới thiệu anh em, xe này sẽ có 6 túi khí nhé. Xe sẽ có 6 túi khí này. Đấy. Thì nó sẽ thiếu một số các cái. Và nó có các màu như nào? Nó đang có màu đỏ như này anh em xem này. Màu đỏ này là màu đỏ, mình sẽ làm đỏ đô này. Và có màu trắng này, màu bạc này, màu vàng cát, màu đen và màu xanh đại dương. Đó. Thì cảm ơn anh em đã xem kênh video của mình. Anh em có thấy hay thì hãy like và sub cho kênh YouTube của mình nhé. Còn nếu mà mình còn thiếu những cái gì, mà thiếu cái gì, thiếu sót những cái gì và cần bổ sung thêm gì, anh em cứ comment phía dưới. Cảm ơn anh em đã theo dõi kênh video của mình.